Em chào thầy. Hôm nay nhóm chúng em sẽ báo cáo môn kiểm thử phần mềm về đề tài là phần mềm kiểm thử tự động, đó là Catalog Studio. Thì về phần thành viên, nhóm em gồm có 4 thành viên. Bạn đầu tiên đó là bạn Hồ Duy Hoàng, bạn thứ hai đó là bạn Lâm Quốc Khánh, bạn thứ ba là bạn Trần Quốc Nam, và cuối cùng là em Nguyễn Trọng Phúc. Thì hôm nay bài của chúng em bao gồm các phần như sau: phần thứ nhất đó là giới thiệu về Catalog Studio, phần thứ hai là sẽ đi vào khái niệm, phần thứ ba là các tính năng chính của Catalog Studio, phần thứ tư là so sánh Catalog Studio và các công cụ khác, phần thứ năm là ví dụ minh họa. Thì đi vào phần đầu tiên, đó là một cái tổng quan về Catalog Studio. Thì Catalog Studio nó sẽ bao gồm các phần như là Test Generation, Test Reporting và Test Execution. Thì về phần Test Generation thì Catalog Studio nó có thể kiểm thử web, API, mobile hoặc là ứng dụng desktop. Nó tích hợp CI/CD để phục vụ cho việc test execution như là kiểm thử từ xa, remote execution hoặc là đặt lịch test, test scheduling. Và cuối cùng nó tích hợp với test ops để tạo ra các test reporting. Và đôi nét giới thiệu về Catalog Studio thì đầu tiên nó là một cái giải pháp kiểm thử tự động được phát triển bởi Catalog LLC, là giải pháp kiểm thử tự động thân thiện với người dùng. Thứ hai là nó dựa trên mở nguồn mở Selenium và Armium. Nó hỗ trợ trên nhiều nền tảng như là Windows, macOS hoặc là Linux. Nó có thể kiểm thử cho các ứng dụng như là web, mobile, API và các ứng dụng desktop. Nó dễ dàng sử dụng, thân thiện với người dùng. Và về phần các khái niệm liên quan thì trong Catalog Studio nó sẽ có các khái niệm như là Object Repository. Thì Object Repository thì nó sẽ bao gồm các endpoint như là URL, header, body, authentication, vân vân. Tiếp theo đó là test case. Thì ở đây chúng ta sẽ có là test case 1, test case nhiều và nhiều test case. Thì trong test case nó sẽ có các test step, và gồm một test case thì nó sẽ được tạo nên từ nhiều test step. Thì ở mỗi test step này chúng ta có thể sử dụng các cái endpoint ở trên của Object Repository để sử dụng vào các test step này. Tiếp theo đó là folder test suite. Thì test suite thì nó sẽ folder test suite nó sẽ bao gồm các test suite như là test suite 1, vân vân và nhiều test suite khác. Thì một test suite này sẽ được tạo từ các test case, nhiều test case. Và nó sẽ có test suite collection, collection nó sẽ được tạo nên từ các test suite. Tiếp theo đó là folder data file, tiếp theo là folder report và nhiều folder khác nữa. Test step thì như đã trình bày, test step là một bước trong một test case. Test case là các trường hợp kiểm thử, ví dụ như ở đây chúng ta có test case 1, test case 2, test case 3, test case 4. Test suite thì test suite là tập hợp của các test case. Ví dụ như chúng ta có thể thấy test case 1 và test case 2 gộp lại chúng ta sẽ thành một test suite cho chức năng login, hoặc là test case 3, test case 4 gộp lại thì chúng ta sẽ tạo thành một cái test suite logout. Và test collection thì là một tập hợp các test suite thì chúng ta gọi là test suite collection. Theo là phần các tính năng chính. Chức năng đầu tiên, kiểm thử tự động cho ứng dụng. Ở đây Catalog Studio kiểm thử tự động cho ứng dụng web, API, mobile và desktop. Tính năng thứ hai đó là cho phép kiểm thử trên nhiều môi trường kiểm thử khác nhau. Catalog Studio cho phép cài đặt ở trên hệ điều hành Windows, macOS và Linux. Về phần web platform, nó có thể thực hiện testing cho Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge và Safari. Về mặt testing cho mobile thì testing trên Android, iOS và Cloud Service. Tính năng tiếp theo là tạo test case bằng cách recording. Thì chức năng này hỗ trợ cho chúng ta tạo ra các test case bằng cách nó sẽ lưu lại các thao tác của chúng ta trên trên giao diện và generate ra các đoạn script tương ứng với các hành động đó. Chúng ta tạo test case một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Catalog Studio cũng cung cấp cho chúng ta, có thể cho chúng ta tạo test case bằng cách viết script. Thì có hai cách viết script, đó là dùng fast script, đó là
dùng gợi ý của Catalan và VBScript thuần. Thì hai giao diện này có thể hoán đổi kép cho nhau. Tiếp theo là Catalan Zero tích hợp debug vào quá trình kiểm thử. Thì tích hợp debug vào quá trình kiểm thử giúp chúng ta dễ dàng tìm ra được điểm gây ra bug của chương trình, cho phép thực thi từ xa thông qua công cụ là động cơ hay là tích hợp với các framework khác để triển khai một cách nhanh chóng. Thì Catalan Studio có thể tích hợp các công cụ khác, ví dụ như source code thì có thể lưu ở GitHub hoặc là GitLab. Về mặt Catalan Runtime Engine thì nó sẽ đặt ở trên một cái cloud service, và thông qua CI/CD thì nó sẽ thực thi được các thực thi được test cách từ xa. Ngoài ra nó còn tích hợp với Catalan Test Ops để có thể quản lý được việc testing một cách đơn giản. Tiếp theo là phần so sánh Catalan với các công cụ khác. Thì ở đây nhóm sẽ chọn so sánh Catalan với Selenium. Về phần nền tảng phát triển thì Catalan cũng như Selenium thì phát triển trên đa nền tảng. Ứng dụng đang được thử nghiệm thì Catalan có thực hiện được kiểm thử tự động trên nhiều ứng dụng hơn, đó là trên ứng dụng desktop, web, mobile và API. Còn bên Selenium chỉ có thực hiện được trên web. Ngôn ngữ kịch bản thì Catalan sử dụng Java và GraalVM. Và bên Selenium thì sử dụng Java, Python, C#, JavaScript, Ruby và PHP. Về kỹ thuật lập trình thì Catalan Studio yêu cầu kỹ thuật không yêu cầu cao về kỹ thuật lập trình, vì có thể tạo ra kịch bản bằng cách recoding, thì cho những người không cần biết viết script vẫn có thể tạo ra được các test case. Còn đối với các chức năng mà nâng cao hơn thì vẫn Catalan Studio vẫn cung cấp các chức năng viết script cho các chức năng nâng cao hơn. Về Selenium thì nó triển khai một cách phức tạp hơn, đó là khi mà chúng ta muốn sử dụng một chức năng nào đó thì chúng ta cần phải sử dụng các API mà Selenium cung cấp để cài các package này vào cái công cụ coding của chúng ta. Như ở trên thì về kiến thức chuyên môn, Catalan sẽ yêu cầu kiến thức chuyên môn làm ở mức trung bình, còn Selenium thì yêu cầu kiến thức chuyên môn cao. Về phần cài đặt và sử dụng thì Catalan cài đặt một cách dễ dàng và nhanh chóng bởi vì nó chỉ bao gồm một bucket duy nhất. Còn bên Selenium thì nó chia làm nhiều bucket khác nhau, và chúng ta mỗi lần cần một chức năng nào đó thì chúng ta phải cài thêm cái thư viện để hỗ trợ cho chức năng đó. Về thời gian tạo kịch bản thì Catalan Studio tạo kịch bản nhanh hơn Selenium. Kiểm tra dựa trên hình ảnh thì Catalan Studio hỗ trợ tích hợp sẵn, còn bên Selenium thì chúng ta cần phải cài thư viện bổ sung. Về mặt tích hợp với DevOps thì Catalan Studio nằm trong sinh thái Catalan nên được tích hợp với TestOps sẵn, và bên Selenium thì không hỗ trợ sẵn, chúng ta cần phải cài thư viện bổ sung nếu muốn sử dụng nó. Về mặt CI thì cả Catalan Studio và Selenium đều sử dụng các công cụ phổ biến hiện nay như Seqin. Về mặt Test Analytics thì Catalan tích hợp với lại Catalan TestOps, còn bên Selenium thì không tích hợp. Về mặt License thì Catalan Studio có hai bản, đó là miễn phí và mức phí. Miễn phí thì nó là phiên bản Communicate, còn mức phí là bản Enterprise và Runtime Engine. Bên Selenium thì là mã nguồn mở nên nó là miễn phí. Trên demo tool automation test mà nhóm chúng em đã chọn đó là Catalan Studio, thì mỗi khi tải và đăng ký tài khoản trên web của Catalan thì sẽ được dùng trial Catalan Studio Enterprise 30 ngày. Thì nhìn chung giao diện của Catalan Studio thì cũng như các phần mềm khác rất là trực quan dễ nhìn. Thì để tạo một project mới thì chúng ta nhấn vào file và create new project mới, hoặc là ở đây thì Catalan cho phép chúng ta có thể tạo một chỗ sample project để test API, sample về PBD, Cucumber
một cái hoặc là test về số điện thoại, test về healthcare hoặc là mobile test, Android test, iOS test, thì chắc em chọn một project mới là new project thì đặt tên. Chọn là một project rỗng trắng test cho web thì chọn nơi lưu thì đã đưa đây. Dạ, thì mình bấm OK thì Catalon sẽ tạo cho mình một project mới. Đây thì khi tạo project thì phía giao diện bên đây là bên trang Startpage thì giao diện test case object repository test suite là bao gồm nhiều test case. Thì đầu tiên thì em xin hướng dẫn tạo một test case bằng recorder của Catalon Zero. Chúng ta khi bấm web recorder thì recorder cho phép chúng ta có thể chọn nhiều browser khác nhau, đó là Chrome hay là Firefox hay là Chromium. Thì em chọn Chrome. Thì URL thì chúng ta điền URL của trang web của chúng ta vào và chúng ta bắt đầu bấm record. Thì Castron sẽ mở một cái trình duyệt và go to đến cái link mà chúng ta muốn chọn. Thì đây em xin demo tính năng login thì bấm với dashboard thì sẽ login, thì chúng ta sẽ nhập tài khoản và mật khẩu tài khoản có 1 2 thì bấm login thì sẽ hiện ra login success, thì chúng ta sẽ verify cái test đó. Thì sau khi bấm recorder thì chúng ta sẽ save script lại. Đây. Ok. Thì đây là một test case, thì chúng ta chọn test case là gì? Em lưu tên TS sẽ login. Thì nó sẽ hiện ra một cái nó record cái hồi nãy mà chúng ta đã các bước mà chúng ta thực hiện, ví dụ như open browser navigate đến cái URL mà chúng ta muốn. Đây thì đầu tiên là click vô dashboard, xong rồi chúng ta nhập username, password và click đăng nhập. Thì để thực hiện lại cái hành động này thì chúng ta click, thì đây là các browser mà Calon cho phép để thực hiện, thì chúng ta chọn Chrome thì sẽ tiến hành chạy một cách chạy. Đây là các bước mà bên Calon tiến hành thực hiện chạy lại auto cho mình. Gen thì chúng ta có thể chỉnh sửa tiếp vào cái code mà Calon generate cho mình, ví dụ như em thêm một lệnh close browser sau khi mà cái click này được thành công thì cứ em chạy lại. Đây nó sẽ mở một cái trang mới và điền, thì sau khi đó thì nó kết thúc thì sẽ đóng trình diễn và báo bác thành công.
viết bằng web reporter thì chúng ta có thể viết một cách cái manual, thì em đang tạo một cách cái manual và tiến hành viết manual. Thì đầu tiên chúng ta sẽ open browser, tiếp theo là navigate đến URL mà của trang web chúng ta. Tiếp theo là click vào để login. Chúng ta chọn object là một cái đối tượng setter mà chúng ta muốn click, thì dashboard. Tiếp theo là set test cho cái username, tương tự chọn object cho username. Cách là chọn value cho nó. Sẽ nhấn nút login. Thì cloud rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chạy cái này cũng như hồi nãy. Để truy cập vào trang web, đây thì đây là các bước mà còn thì chúng ta có thể xem log view dưới đây. Đây là các bước thời gian and như thế nào, và nếu có một bước fail thì sẽ hiển thị trực tiếp trên này. Đây là phần sau đó, thì hiện được browser chúng ta đang chạy platform như thế nào, thì các bước như thế nào thì được đều hiện ở trong này. Thêm hai test case đó là test fail và test trường hợp login fail. Đầu tiên với trường hợp test login fail thì sẽ open và có verify thêm một cái test là tài khoản không tồn tại, và trường hợp test fail thì thông tin username và password đúng nhưng lại verify một cái tài khoản không tồn tại. Trường với trường hợp test login fail thì sẽ như sau. Username và password không đúng thì sẽ hiện tài khoản không tại và chạy đúng. Ở đây có log. Rồi, với trường hợp test login fail. Login success nhưng mà lại báo là tài khoản hiện tại nên là test fail. Ở đây nó fail ở bước nào thì chúng ta sẽ bấm log log mình lên và coi, thì ở đây sẽ báo được là test này nó không tồn tại, not present on byte. Chúng ta có thể kiểm tra được các cái lỗi fail ở đâu và từ đó để truy cập và sửa lỗi. Về test case thì một test suite thì bao gồm nhiều test case, thì sau đây demo về test suite thì tạo một test suite login. Thì chúng ta có thể add test case chúng ta viết trước vào đó, vào đây
là những test cây mà hồi nãy chúng ta viết. Login thì chúng ta có thể vào, do là nó chung một login thì chúng ta sẽ lưu một cái test suite này lại. Thì để thực hiện một test suite thì chúng ta cũng tiến hành bấm run. Thì test suite này đang run, thì tức là nó sẽ thực hiện mở và thực hiện từng test case cho mình. Thì sau khi chạy xong thì test suite nó báo fail vì trong này chúng ta có một test case fail. Thì ở đây chúng ta có thể xem được log. Đây, thì nó sẽ báo fail ở test case nào và vì sao fail để chúng ta có thể truy vết và tìm ra root cause để xử lý, có hướng giải pháp cho team developer có thể fix nó. Mô tiếp phần gửi bạc report của một test case hay test suite thì chúng ta vào project setting. Thì ở phần login thì report, thì các report mà một Catalon cho phép report ra thì đây là các report app chúng ta đang. Thì ngoài ra thì có thể gửi mail cho một cá nhân để sau khi mà test case hay test suite được thực hiện thì đây chúng ta có thể set up được mail server để một cái server mail có thể gửi đến từng mail khi mà test case hay test suite được thành công. Đây là một template CC BC đến cái mail nào và format file từng file như thế nào. Đây template của một test suite tương tự là một test suite version. Đây em sẽ demo một cái report mà trong project của chúng ta lưu. Thì đây, đây phần report project chúng ta, cái test suite chúng ta vừa chạy, ấn solo login. Đây có xin BRF chẳng hạn. Test suite nào fail, bad như thế nào, số test case bad, số test case fail, incomplete hoặc là error, chạy được username nào, ở Chrome nào, browser nào thì được hiểu rõ, chúng ta có quan sát được rõ ràng. Interaction mà hệ sinh thái Catalon đem lại cho chúng ta đó là Catalon Zero sẽ kết hợp với Catalon TestOps để chúng ta report và schedule được cái những cái test case mà test suite mà chúng ta chạy. Đây là một cái config server với lại Catalon TestOps server. Thì nó đã connect với lại Catalon TestOps server. Thì sẽ chọn project nào, em chọn login apply. Thì ở trên này, ở trên TestOps thì sẽ có một cái project để nhập cái project ở dưới của chúng ta tương tự. Chúng ta tiến hành chạy cái test suite này. Đây nó đang runmi.
chúng ta cùng đợi nó running. Sẽ có 4 test case được running vì là ở đây chúng ta test suite này chúng ta có 4 test case. Đây, running xong. Thì đây nó đang tạo cái report để upload lên Kaggle test đó. Ở đây chúng ta có thể xem được event. Cái ở đây thì nó đã bạn và upload lên vừa check có 4 thì total là 4 test case, 2 test pass, 2 test fail thì đây là nó đang bật rồi bọn ra. Cho chúng ta đây, xong thì tình trạng test case là fail vì bất tất cả các test case được pass thì mới là pass, còn tất cả test case pass thì test suite nó pass, còn một test case fail thì test suite nó sẽ fail. Thì ở đây sẽ hiện ra test case nào fail, đây sẽ hiện ra test case nào fail, test case nào pass, sẽ có được chúng ta file mà tại sao pass, tại sao fail. Thì ở đây chúng ta có thể tải được các loại report mà test op cung cấp, đó là CSV, file Excel, file PDF và file zip. Thì em cài thử một file PDF. Thì đây ai là người chạy status, ai là người chạy project nào, tem nào, chạy bởi ai, thời gian nào, thì tổng số test case và pass fail để được thực hiện rõ ràng trực quan. Giống như em xin demo các chức năng chính của Kaggle Studio thì mọi người có thể tham khảo thêm ở trên web chính của Catalog. Thì đây là trang web của Catalog, là www.catalog.com. Thì sẽ có những cái product mà Catalog như là Catalog Theo, Catalog Tedok, Catalog Recorder thì sẽ hiểu rõ hơn và có thể thực hiện tốt hơn. Mọi câu hỏi thắc mắc xin mọi người liên hệ giống chúng em. Giống em xin cảm ơn.